Đưa tay đây nào. Bạn thân phải thế, yêu cùng đợt, cưới cùng ngày. Trend này các bạn vô địch, nhường các bạn tất. Một cô dâu nọ trong ngày cưới của mình đã quyết định mặc váy cưới, leo lên xe máy, phóng vèo vèo. Trong lúc người xem đang hoang mang ngơ ngác vì không hiểu cô dâu này định làm gì, thì nàng ta đỗ xịch trước cửa nhà bạn thân để thực hiện một chiếc clip đu trend để đời. Tay đây là mãi bên nhau bạn nha. Hóa ra hai cô nàng chơi thân với nhau mà lại còn cưới cùng ngày nên mới có thể cho ra đời khoảnh khắc đáng nhớ này. Trong lúc cư dân mạng đang trầm trồ ngưỡng mộ vì trend này khó ai đu được, cô nàng đã tiết lộ thêm về buổi đi chụp ảnh cưới của cả hai và bất ngờ khi xuất hiện thêm một cặp cô dâu chú rể nữa. Hóa ra không phải hai mà là tận ba đôi. Các cô dâu là bạn thân trong nhóm 5 người đã chơi với nhau từ thời đi học. Lớn lên yêu cùng khoảng thời gian, cưới cùng dịp nên quyết định rủ nhau đi chụp ảnh cưới luôn. Đúng là tình bạn thân hiếm có khó tìm và sự trùng hợp kỳ lạ. Chúc cho các cô dâu khi bước sang trang mới của cuộc đời vẫn luôn giữ đường tình bạn đẹp và ý nghĩa như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nha.